Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình lại xin phép được làm video, đó chính là món bánh mì kẹp kem. Đây mình trước mặt các bạn đây đó chính là một hộp kem này và hai chiếc bánh mì và một đĩa lạc. Đĩa lạc này thì mình đã rang chín và rang chín rồi và mình đã ra cho nó vỡ ra để mình kẹp vào cho bánh mì cho dễ. Các bạn ra ngoài chợ, ngoài tạp hóa mua cái hộp loại hộp kem này này thì các bạn thích ăn kem gì thì các bạn mua nhé. Còn bây giờ mình xin phép được vào thực hành luôn. Đây mình đã chuẩn bị đây một chiếc bánh mì đây rồi và mình thì con dao, mình sẽ rạch cái bánh mì này ra. Bạn rạch ra cho mình như này. Đấy, giờ bây giờ thì các bạn lấy cái kem này các bạn quẹt vào trong này. Các bạn đây nhá, bạn quẹt hết xung quanh cái kem này cho mình. Đây là cái kem bánh đậu xanh thì mình rất thích ăn kem bánh đậu xanh nên đâm ra mình mua về để mình kẹp vào cái bánh mì. Mình sẽ quẹt thêm. Rồi. Bây giờ mình sẽ đổ cái lạc vào đây. San phẳng ra, đều ra. Đây, như vậy là mình đã cũng có làm được cái món bánh mì kẹp kem. Bây giờ mình sẽ kẹp lại. Đấy, mình sẽ để riêng ở đây nhá. Mình sẽ làm một tiếp một cái nữa. Các bạn bổ làm cắt làm đôi cho mình. Như này. Đấy, và bây giờ mình sẽ cho kem vào đây trong bánh mì này. Các bạn giải đều ra, miết đều ra. Rồi, và bây giờ mình sẽ cho lạc vào. Rồi, đéo lạc ra. Đấy, như này, mình sẽ ốp vào nha. Để cho nó dính vào. Chúng ta cứ thế mà tưởng thức. Và cắn thôi, và ăn thôi. Đấy, như vậy là đã thành công rồi đấy. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem nha.
bạn nhé. Bạn, đây là món bánh mì cho kem của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Chúc các bạn gặp được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhớ đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và bye bye.